Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với lịch sự kiện đã có được là sự kiện Empower, và cùng với đó cũng có luôn là sự kiện Summon đã bị out luôn các bạn nhé. Phải nói là trong dịp sinh nhật của tựa game Run City, chúng ta thường xuất hiện sự kiện Summon cũng như là sự kiện Empower phải không các bạn? Và chính như vậy nên gọi là nếu như có nắm bắt được một điều đấy như là lịch về sự kiện Summon hay là lịch về sự kiện Empower thì đó thực sự là một điều gì đó mà nó rất là có ích phải không các bạn? Chính vì vậy nên nếu như các bạn muốn tìm hiểu về việc là chúng ta có thể nắm bắt được về thời gian của sự kiện Summon hay là sự kiện Empower hay không thì mời các bạn cùng nhau gọi là xem ở video của ông Manfi Mr. Weebu nha các bạn. Nói chung là ổng đã ra một video đúc kết từ kinh nghiệm của ổng để mà tạo ra là lịch Empower và Summon cho anh em trong kỳ là sinh nhật này các bạn nhé. Ok, thì nói chung là chúng ta có thể là dành một chút thời gian để xem là lịch là gì và liệu lịch này có ok hay không. Thì cũng gọi là thử xem phải không các bạn? Quá chuẩn luôn! Rồi, ok, như vậy thì mình sẽ tiến đến ở trong đây, chính là chú rồng mà mình đang nâng sao nha các bạn. Đó chính là chú rồng Negan, chúng ta đã nâng lên là 2 sao các bạn nhé. Quá là tuyệt vời đi mà. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cứ tiếp tục và nâng cho rồng Negan nha các bạn. Trong đợt sự kiện gọi là Summon và sự kiện Empower thì vì thường xuyên là đến nên là chúng ta có thể tận dụng từ đó các bạn nha. Thông minh lắm. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn là nâng cho chú rồng Negan này lên level 50 nha các bạn. Đấy, trước khi là cho chú rồng lên 3 sao rồi sau đó có lại được sự kiện thì lại lên 4 sao và cuối cùng thì sẽ lên 5 sao và sau đó thì sẽ đến với một chú rồng tiếp theo phải không các bạn? Ok, chúng ta tìm đến hệ Happy nha. Và đây chú rồng Negan đã gò lên được 2 sao thì mình sẽ nâng lên được là level 50 luôn nha các bạn. Wow, đấy, xem có sự khác biệt gì không? Thì nói chung là chỉ số chúng ta đã có sự tăng lên ở lượng máu là 74 và lượng đam là 16k nha các bạn. Tốc độ cũng đã được gia tăng. Tuy nhiên thì về phần rank chúng ta vẫn chưa cày rank nhiều nha các bạn. Bình thường thì mình sẽ cày rank cho những chú rồng khi mà những chú rồng đó đã gọi là lên được một level cao các bạn nhé. Thì để mà khi mà mình đánh ở trong Linguid hay là mình đánh ở trong Arena thì lên sao gọi là lên rank cho nhanh các bạn. Lên đấy thì đánh mới sướng các bạn nhé. Cho nên là chúng ta cũng không cần phải vội vàng phải không các bạn. Bây giờ thì sẽ gọi là đến với phần Linguid thì các bạn nhé. Trời ơi, chỗ này vẫn thấy gì đó khá là trống vắng các bạn nhé. Ok, ở đây có tới tận là hai cái nơi rồi đánh xong là tới hồi ba lượt nữa các bạn ạ. Có thêm game và có thêm nhiều được đánh. Thật là vui quá đi mà. Đấy, gánh tem ở trong gọi là hệ Happy thì chúng ta có Negan đây các bạn nhé. Và giờ thì sẽ cần thêm một chút rồng đó để bổ trợ cho rồng Negan. Thì mình nghĩ là Redemption hợp lý nha. Redemption hệ bóng tối luôn. Để hai người cùng nhau gọi là tạo nên điều gì đó các bạn nhé. Mà mình bây giờ còn thêm chú rồng nào nữa không ta? Chắc là chúng ta có chú rồng Rampe thì mình nghĩ là mới chưa có sao nào, chắc đánh không lại đâu. Thì thôi, cứ để một chú rồng nào đó vào đây, đây, để cho mắt đỏ nha các bạn. Rồi, chiến đấu nào, xem thử là chú rồng Negan ta đã làm việc gì đó chưa nha các bạn. Với quay, với chú rồng này, hay đấy, sẽ là đối tượng đầu tiên để mà chúng ta thí điểm sức mạnh các bạn nhé. Một bên là 40, 2 sao nhưng mà full run, bên thì 50 nhưng mà chưa có run nên lượng máu cũng ngang nhau các bạn nhé. Rồi, mình xài skill đặc biệt này tạo ra một cái lớp tường trắng, bên kia bị giảm đám liền các bạn. Dù đánh hai lần nhưng mà vẫn chưa thể là chí tử được mình. Ngược lại thì mình lại có thể là nếu mà được xài cái skill hot rip thì tốt biết mấy không các bạn. Thôi, xài thử skill này đi, 28k. Đấy, ôi giời ơi, vốn dĩ chú rồng kia đã có thể đánh bại mình nếu như mình không xài ra gọi là skill đánh tường giáp để mà chặn khoảng tầm sát thương là 25% nha các bạn. Đấy, nên mình đánh thắng được chú rồng bên kia là nhờ sức mạnh của skill quá là imba đi các bạn ạ. Ok, một lần nữa mình hấp huyết với lượng máu hồi lên cũng nhiều và chống cự được thêm một lần nữa các bạn ạ.
Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ để dành cái skill này thôi để cho đồng đội cũng được. Đấy, đánh một cái lớp khiên, bên kia bị giảm xuống chỉ còn lại 17 đam thôi các bạn ạ, người ca đam. Ui, 24. Nhưng mà chúng ta bào lại bên kia tới 29 lần các bạn ạ. Em chú rồng này đó, mình sẽ chờ chú rồng Negan tỉnh dậy các bạn ạ. Rồi. À, tặng chú rồng này cho Negan đấy. Thôi, vậy là chỉ cần hai chú rồng của chúng ta đã có thể là khiến chú rồng kia là nói chung là khá là điều đứng rồi các bạn nhé. Một lần nữa giảm đam đi nào, 27k này, bên kia mid luôn các bạn nhé, nhưng mà vẫn trúng được chú rồng ở trong đây chứ. Ok, một lần nữa mình chi mạng một phát, thôi ôi quá là ghê gớm đi các bạn nhé. Có lẽ như là chú rồng đầu tiên này mình cũng sẽ chuyển sang một chú rồng support luôn đi các bạn nhé, này để xem ta có cái kết như thế nào. Hai chú rồng siêu support của mình đó sẽ là chú rồng những cao cao và những samurai support hồi sinh nha các bạn. Ok, có hồi máu không nhỉ? Hồi máu thì mình vẫn có nhưng mà do còn yếu nên chưa thể làm được gì nhiều các bạn nhé. Ok, ôi nhưng mà giờ gặp đối thủ mạnh rồi nè. Không sao không sao, ta sẽ chặn sát thương lại. Nãy bây giờ dù chặn sát thương nhưng mà bên kia vẫn cho chúng ta một cái cảm giác rất là mạnh các bạn nhé. Không sao, mình hồi máu lên được. Wow, với combo vừa chặn sát thương vừa hồi máu thì bằng một cách thần kỳ đó mình cũng gọi là đánh được một lần máu của đối phương các bạn nhé. Ui dồi ôi, không có bờ sát phạt hay là không có bờ kia nên đành phải vậy thôi các bạn nhé. Ồ, chú rồng này phải đi rồi. Nếu mà mình gắn vào cho chú rồng đi gần bơ hồi sinh nhờ. Cũng được đấy các bạn. Nhưng mà hiện tại chú rồng đi gần mới có gọi là 2 sao của level 50 thôi. Ta chủ yếu đánh vui là chính các bạn ạ. Đấy, bây giờ đi sao? Dẫn khiên nè. Ok, với cái khiên này. Ôi, ta có thể đỡ được thêm một đòn đánh nữa không nhỉ? Đấy thì cũng khá là hên xui nhưng mà mình sẽ cho chú rồng những samurai ra trước để đánh một đòn nhỏ nè. Ôi không thâm lắm, trời ơi 41k luôn, quả nhiên là bên kia rất là lợi hại các bạn. Để chú rồng này lát nữa hồi sinh là không hồi sinh là hồi sinh rất rộng kia luôn á. Rồi vậy là mình phải hy sinh rồi. Ây da, 29k á, mình có 29k nhưng mà lượng máu đây là không đẩy được các bạn ạ. Rồi còn lại một chú rồng. Rồi, mình sẽ hồi sinh trận đấu solo 1v1. Phần thắng thì nhìn một cái là biết luôn các bạn nhé. Đen 25% nè, 17k đam luôn á. Đánh đòn này bên kia có dùng lại một đòn chí tử không nhỉ? 29k hồi máu lên. Protect, ok. Và chí mạng lên là 52k đây các bạn nhé. Ok, bằng cách nào đó thì chúng ta vẫn chiến thắng được các bạn nhé. Chỉ là chúng ta ăn có được một điểm thôi. Đấy, nên chú rồng đi gần phải nói là rất là cao tay các bạn nhé. Nói về support thì vẫn có chú rồng là mắt nai nhỉ. Mắt nai bảo mẫu vậy support luôn các bạn nhé. Ok, support thì cũng có thể là sử dụng chú rồng plus god. Mình thấy là hai chú rồng hồi sinh này cũng khá là được rồi các bạn nhé. Ok, còn ascend thì do là mình mới có level 40 thôi, không có làm ăn được gì nhiều đâu các bạn nhé. Nên là 71k đấy các bạn nhé. Nào, 71k bên kia đánh mình xem gọi là đây là đánh bình thường bao nhiêu nha. Đánh một cái mình đánh là 27k này. Bên kia chưởng mình là 30k. Ok, giảm đam lại đi nào. Ui dồi ôi, giảm còn 22k. Quả nhiên lợi hại các bạn nhé. Và thêm một đòn gọi là chứng phái hấp huyết nè. Ok, và protect thành công. Mình ăn ngay một điểm nè. Ok, lớp bảo vệ cuối cùng của mình cũng đã bị công phá nhưng có 22 thôi sao. Wow, quèo, không ngờ lại có một cái sức thuyết phục nó lại lớn như vậy các bạn nhé. Ở đây thì đối thủ cũng không có nhiều đáng ngại nên mình chỉ xài cái skill nhỏ nhỏ thôi để cho chú rồng thợ săn, đại ca thợ săn của chúng ta ra một cái chiêu chí mạng 59k hồi lên đầy máu cái đá. Quá là ghê gớm đi các bạn nhé. Thêm một lần nữa được chi mạng luôn các bạn. Giảm đam thành công. Bây giờ thì solo với chú rồng bên kia. Nhưng mà ôi thiếu một chút xíu. Không sao các bạn nha. Với cái sự chiến thắng cũng rất là oanh liệt này thì mình nghĩ là mọi thứ là ok rồi các bạn nha. Có vẻ như là như vậy đó.
Một lần nữa chúng ta lại đối kháng với những chú rồng bên kia. Lần này thì chúng ta sẽ chậm lại một nhịp các bạn nhé. Để xem nào. Wow. Mình lại trở về với... Ôi, chú rồng bên kia đánh một lúc đánh ba người luôn kìa. Ôi khoan, trận này khó. Chúng ta phải gọi là trời ơi, chặn sát thương rồi mà vẫn đánh tới là 37k luôn á. Ồ được rồi, mình sẽ hấp huyết để mình trụ được thêm một tên nữa các bạn. Trụ thêm một tên không? Ừ, nhờ hấp huyết mình đã trụ được thêm một tên nữa rồi các bạn nhá. Bây giờ thì chúng ta quyên sinh thôi. 26k. Ôi, bên kia gọi là may quá, có cái Rotec đỡ cho chúng ta gọi là được khá là nhiều sát thương các bạn nhá. Bây giờ chúng ta xem còn chú rồng nào đó không. Còn hai chú rồng này sao mà đánh lại đây? Trời ơi, nguy hiểm quá, phải làm sao đây. Khả năng là mình không thể vượt qua được ải này rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có niềm tin nhờ. Niềm tin tươi sáng. Ui dồi, 29k vẫn còn thiếu, nhưng mà gặp ngay là chú rồng chiếm mạng gắt chê chúng ta nữa. Sao mà sống được? Khoan đã, mình đang suy nghĩ đến một việc gì đấy mà hy sinh thôi các bạn ạ. Có vẻ như là chúng ta buộc phải đi nước đi này khi mà chú rồng ta đâu có bơ Reaper đâu các bạn. Ây da, bây giờ mình sẽ báo thù lại chú rồng bên kia. Có nên sử dụng cái skill để giảm đam luôn vậy? Giảm đam đi nào. Không biết ra sao nên cứ giảm đam trước. Đấy, trời ơi, xài skill đặc biệt rồi. Ui dồi ôi, chí mạng các bạn. Một phát đi luôn cả hai người. Giảm đam đã cố gắng hết sức. Phải quay trở lại các bạn ạ, à, phải quay trở lại. Trời ơi, cái giáp của mình vẫn còn đó các bạn. Chú rồng này, trời ơi, 5 sao, level 40 năm sao. Trời ơi, Rotec. Một lần nữa. Ui, xem nữa là có thể cực các bạn ạ. Giờ là hết cơ hội rồi. Ok, giờ không giảm đam nữa thì chắc chú rồng bên kia đánh một phát hơi bị đau. Trời ơi, cái gì vậy? 45k luôn á. Ok, và đó là chúng ta gặp phải đối thủ quá khó các bạn ạ. Nên là muốn để mà an toàn hơn á thì Blood God đã bị khắc chế nha. Lành mà vương đi. Đấy, ok, để mình phục lại mối thù khi nãy các bạn ạ. Xem nào. Trời, sao mà đánh dám trước được. Cái lực của mình là đánh là cao cấp như vậy các bạn ạ. Ok, mình tiễn vô rồng bên kia một cái. Ôi kìa. Được. Được. Hảo. Rồi, hảo nè. Ok, một người phải ra đi rồi. Em chú rồng này, thôi sẵn xài skill kia đi. Giờ qua đây mà chặn đam thôi các bạn, không chặn đam là bên kia xài một cái chú rồng bay màu luôn. Chặn lại đam nè. Đấy, xem nào. Ôi, bốn mấy ba mấy, thấy chưa các bạn? May mà chặn đam cái gì vậy? Ôi, may mà có chặn đam đấy, nhưng mà chú rồng kia xài cái skill kia rồi, không phải xài cái skill đó, mình copy theo các bạn nhá. Rồi, vậy thì copy theo skill này cũng được. Trời ơi, đam dư chư nè. Anh chưa đủ các bạn ạ. Cái hồi sinh là quá nhiều đi. Mình có thêm một cái lượt đánh trước không các bạn? Hấp huyết lên nào. Ok, là không thể để Lanh Ma Vương thất bại tại đây được các bạn ạ. Rotec. Wow, với một cái gọi là đỡ Rotec kìa là ghê gớm. 3%. Mình nghĩ là vẫn có cơ hội cho chú rồng gọi là Negan tỏa sáng một lần nữa. Và đó là lý do tại sao mình cho những Samurai ra và chú rồng Negan. Dạ, đến rồi. Sau này sẽ trôi vô chí mạng nè. Đỡ lấy nè, nhận lấy luôn. Trời ơi, 3% không? Đỡ được Rotec này, hay quá. Và thấy thì đỡ được các bạn ạ. Thực ra thì cái từ đấy là Rotec các bạn ạ. À thôi kệ đi. Và chúng ta đã gọi là thành công cho chú rồng gọi Negan thể hiện được sức mạnh của mình khi mà lên mới có 2 sao các bạn nhé. Rồi, thế thì còn chơi gì nữa mà không cho lên gọi là 3 sao phải không các bạn? Ôi, 3 sao nè. Thêm cả là chú rồng này rồi. Tương lai các bạn, Rampage Berserker đây. Nhưng mà sẽ gọi là tương lai các bạn. Giờ phải ưu tiên all in vào chú rồng Negan các bạn ạ. Vô nào. Qua 3 ngày sau các bạn,
đấy 60 game á. Thôi cứ để gọi là chú rồng đi gần người ta chờ đi. Đấy, sự kiện trong dịp sinh nhật này à, còn gọi là dài mà. Kiểu mà không phải là cứ một tháng rồi nửa tháng đến một lần. Nên thôi chúng ta gọi là có thể chờ được nha các bạn. Còn về Summon á, Summon thì mình nghĩ là Summon á, lâu rồi chuyện Summon và Amber World chúng ta cũng xuất hiện lại chung các bạn ạ. Thế thì cung hoàng đạo các bạn nhé. Chúng ta sẽ gần Summon chú rồng ở trong cung hoàng đạo không? Thì chúng ta sẽ có gọi là rồi đó các bạn. Đây không? Đây rồi, mà sẽ thuộc về là Epic. Wow, có lẽ lần này mình sẽ triệu hồi chú rồng này. Rồng này lại là một chú rồng thuộc cung khác nữa đấy các bạn nhé. Có lẽ nào là có nào cung song ngư không? Vì chú rồng này giống gọi là giống thủy mà giống cá mà. Đây chắc là cung Bảo Bình rồi các bạn nhé. À không, đây là cung Thiên Bình chứ. Rồi, còn đây chẳng lẽ là như vậy? Ok, ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Mình nghĩ đây giống cung song ngư hơn nè các bạn. Tại vì có gọi là song long luôn các bạn ạ. Wow, quá là nhiều cung mà chúng ta phải tìm hiểu được. Đây là cung Bạch Dương chắc luôn các bạn ạ. Vì nhìn là thấy giống rồi. Ok, còn đây là cung gì đây? Wow, nhìn là thấy luôn cung bò cạp các bạn ạ. Ui. Ok, cung bò cạp vẫn chưa có luôn nè. Wow, thêm chú rồng này. Ôi, cung này là liên quan đến nước này các bạn. Chắc đây là cung Bảo Bình đấy. Wow. Rồi, ở đây thì sao? Đây là dòng bài Natural các bạn ạ. Sát Mộc Long. Trời ơi, nghe tên ghê quá vậy. Đây mới đúng là Zorak tiếp này các bạn ạ. Wow. Wow, đây thì mình gọi là vẫn chưa đoán ra được nha các bạn. Thôi, ta gọi là có được những chú rồng này là ok rồi. Giờ thì triệu hồi chú rồng chưa có thôi. Mình sẽ triệu hồi tiếp theo là chú rồng này nha. Vì chú rồng này cũng phải bù vào nhiều óc đấy các bạn ạ. Ok. Rồi. Và đấy. Thì nói chung là ui, bơi mấy cá các bạn ạ. Rồi, nói chung là chúng ta đã tham gia xong sự kiện gọi là Amber World và sự kiện gọi là Summon. Còn về những chú rồng ở trong cung hoàng đạo thì đợi một video nào đó ta gọi là nghiên cứu kỹ về tất cả những chú rồng đại diện cho những cung của mình. Thì lúc đấy mình sẽ có gọi là câu trả lời chính xác hơn vậy các bạn. Đấy thì mình mới nhìn và phỏng đoán thôi. Ok, và giờ thì xem nào, sự kiện này cũng sắp hết rồi nè. Thu vàng với lại là thu trái cây các bạn ạ. Ôi, có chú rồng gì đây? Chú rồng birthday kìa các bạn ạ. Ôi, birthday vẫn còn ở đấy á. Rồi, bữa nay chắc là cũng sẽ đợi dịp khác các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào ở trong gọi là arena để mà đánh nha các bạn. Khoan đã, mình nghĩ là mình nên vào quest trước để không biết trong quest có gì không. Có gì đó thì đánh trong quest luôn nè. Quest. Đây trong quest này không có gì luôn nha các bạn. Đấy, thì mình sẽ gọi là combo đánh nhanh ở trong đây nha. Ui, Grandmaster 2. Master 2 các bạn vẫn chưa xem phải không? Đó là chúng ta đã đến với là chú rồng có hệ World các bạn ạ. Như là chú rồng chúng ta là Nanh Chiến Binh là các bạn. Đây thì mình sẽ để tốc độ cao ra đánh cho sướng như các bạn. Wow, quét quèo quèo, đốt lửa đi nào. Cháy lửa nè. Ui giời ơi, với một pha gọi là đốt lửa cấp tốc các bạn ạ. Thôi xong, chi mạng. Ui dạ, đâu đấy. Nhưng mà mình sẽ đối đầu với Nanh Chiến Binh Khoan đã. Mình có cảm giác là mình đang bị thọt hơn bên kia nhỉ. Ui da, bên kia gọi là gắn vào bơ đam các bạn ạ. Hèn chi mà thấy đâu. Ôi rồi xong. 3%. Ok, không sao, chúng ta đã có người thủ lĩnh clan 6 các bạn ạ. Ui, một phát chữ nè. Đây, đến rồi. Đó sẽ là đòn Excalibur. Chữ một phát 232k luôn. Máu bên kia hơi nhiều. Nên là goodbye các bạn ạ. Không sao, anh tình yêu chúng ta vẫn đỡ được các bạn ạ. Đấy là lý do tại sao mình lại gắn 3% máu để mà có một cái đòn Excalibur khi chúng ta hồi phục đấy các bạn ạ. Ôi, giờ đến đội hình nào là mình đánh đội hình đó nha. Thì chúng ta không có skip game qua đấy. Ây da, này thì đánh nhẹ một phát trước. Sau đó thì chí mạng. Đấy, mình biết đòn chí mạng ta một lần không có ăn được nguyên cái máu. Bên kia thì mình tương kế tụ kế các bạn ạ. Ây da, đánh chí mạng kìa.
Tiếp tục đi nào. Ui, đúng là tích tích tố thành bão luôn các bạn nha. Rồi, thêm một lần nữa nè. Oh, mình không có gọi là đánh còn một xíu, mình chưởng cho phát bên kia biết thế nào là lễ hội các bạn ạ. Rồi, hấp huyết nè. Cuối cùng vẫn là năm tình yêu ta gọi là đối kháng tuyệt vời hơn các bạn ạ. Yeah, 202k luôn. Rồi đấy. Rồi, mình nhắn mình ăn xong điểm rồi các bạn ạ. Ở đây thì có nhiều bạn hỏi mình là chu rồng rồi Hexer Vampire nên tình yêu thì gắn bơi như thế nào, thì nói chung là chúng ta có thể là gắn một bên là bơ hồi sinh nè, một bên là bơ liềm, hoặc là bà gắn vào bơ đam nếu như trong trường hợp là các bạn phải có nhiều bơ đam nha. Nói chung là mình sẽ phân ra rằng bạn nào mà muốn gắn bơ máu hay là bơ đam á, thì với điều kiện là các bạn phải đầu tư nhiều bơ gắn đến nơi đến chốn. Còn nếu không thì chỉ cần gắn bơ liềm tầm một tới hai cái là được rồi các bạn nha. Nếu mà đầu tư xác định theo hướng liềm luôn thì lúc đó ta sẽ gắn nhiều hơn, để là từ ba cái trở lên đấy. Còn không mình cứ gắn nay mai mốt mà lỡ có bơ nào đó ngon hơn, phù hợp hơn, hay là điều kiện mình đã đủ để mà gắn full bơ đam gì đấy, thì mình có thể là gỡ cái gọi là bơ liềm ra. Nếu mà không muốn gỡ bằng game thì có thể remove luôn các bạn. Tại vì lúc trước đấy chúng ta xác định là chỉ gắn một tới hai cái nên gọi là có thể chấp nhận được các bạn nha. Đó là lý do tại sao mà bình thường thì chưa biết gắn bơ gì thì cứ gọi là gắn bơ gọi là hồi sinh với bơ liền trước là ok nhất các bạn nha. Phải tận dụng được sức mạnh cái gì đây, hai white tip berserker. Wow, mình lại muốn tìm chú rồng này mà giờ chú rồng này đã xuất hiện rồi sao? Vậy thì không thể cho chú rồng đó có thể là tích được tồn tại các bạn ạ. Nhưng mà chắc là cũng không tích nổi đâu, mình nghĩ là như vậy. Oh, nhưng mà đánh với tình yêu thì chắc là có chi mạng, có chắc là có, chắc là có 100 rồi, là 74 rồi, thêm phát nữa 9%, không đùa đi, 9% hơi căng. Lustonaut xài skill này trước đi, phải còn kia hồi 4 tên lận lâu lắm. Hồi skill lâu lắm, ui dồi ôi, hồi lại skill lâu lắm. Đấy, chưa hồi xong luôn á. Hồi hơi bị lâu các bạn, 4 tên lận. Ui, hay là chú rồng đó hồi xong rồi mà do đánh chí mạng mình không xài skill đấy nha. Cũng có thể lắm các bạn ạ. Nhưng mà đó trên câu chuyện của dĩ vãng, dù cho có xài lại cái skill đấy thì mình cũng không sợ đâu. Vì không đối đầu với một chú rồng level 70 sẽ không có điều gì gọi là quá là đáng sợ các bạn ạ. Ok, là gặp ai cũng đánh mà, giờ là có phân biệt gì đâu. Gặp ba chú rồng Kama level 70 cũng phải đánh. Mình có bỏ qua được đâu. Ôi, hay nên gọi là tỷ lệ sai lầm tuổi trẻ cũng sẽ tăng lên. Nãy giờ mình đã thua chừng nào đâu, chứng tỏ đội hình mình ở trong đây vẫn mạnh tráng các bạn ạ, phải không? Ồ, đến lượt đánh chú rồng này á. Và đây chắc là một lần đánh đòn đất các bạn ạ. Đòn đất khi mà còn nhiều máu nè. Ui, khi mà còn nhiều máu không khác gì một cái đòn đánh của một hệ skill bình thường mà còn phải hồi skill nữa. Ui, chú rồng nào đây? Ồ, chắc là chú rồng đội trưởng đã gọi là được chọn các bạn ạ. Đây rồi, đội trưởng là vô tình kích hoạt còn quái vật bên trong đang chiến binh không các bạn ấy. Skill ta phải được xài như vậy á, mà máu mà thấp hơn nữa thì đam lại tuyệt đỉnh, đam lại trên trời các bạn ạ. Qua tu tầm này các bạn. Rồi giờ là gặp chú rồng gió tiên sinh. Wow, tiên sinh sinh dần bước. Xem tiên sinh 700 điểm luôn á, tiên sinh 100 điểm không, top luôn á. Rồi đánh nhẹ thôi, 98k, đó là một đòn sát thương mà ta vẫn thường hay gây ra, 111k sát thương ở trên lệch nhiều quá vậy, 118k. Ok, chắc là trong tình huống này thì phải là cân ba rồi. Ui vô, không xong không xong không xong không xong, chú rồng đó rồi mình hấp huyết. Ui đẩy lên máu rồi, còn chú rồng này nữa. Bây giờ nhẹ nhàng tình cảm các bạn nhé, vẫn vẫn còn các bạn, vẫn còn
Vậy thì một nửa nè. Một nửa đam cũng chưa có cao các bạn ạ. Ok, và có lẽ là video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.